Xin chào các bác cô chú chị, tôi lại ghé qua vườn anh Dũng 699 Hoàng Hoa Thám chơi một chút các bác nhé. Xem những cây mini cách đây ít lâu rồi quay đấy, thì hôm nay có một số cây mới và đến để xem, cũng là cái địa chỉ mà rất nhiều mini, đồ mini hoặc siêu mini cho anh em chọn, giá cả nó cũng hợp lý thôi. Thì cơ quan tôi cũng gần đây mà tôi tranh thủ tôi vào một tí đi lang thang với các bác, đi vào xem những cây mới là những cái gì các bác nhé, hoặc là bác nào chưa xem thì xem lại một số cây cũ các bác nhé, rất là mini, rất là phù hợp với anh em ở khu phố, anh em sinh viên hoặc là các chị em chơi cây khu văn phòng để mà trà các bác nhé. Ok, đi vào thôi, tôi cứ cố gắng quay lại đấy, tưới một ít cho nó, mùa này khô lắm liên tục đấy, nhất là những cái chậu nhỏ nhỏ này thì nhanh mất nước lắm. Đấy, cái đồ nhỏ này, chậu nhỏ nhanh mất nước đấy. Anh cứ tưới xong anh xuống anh báo giá nhá, báo giá cho anh em sơ bộ. Tức là cái địa chỉ 699 này thì là có hai tầng, một tầng trên thì là bonsai của anh ấy, còn tầng dưới là chị bán cây văn phòng, bán cây phát tài phát lộc đại loại ấy. Cây văn phòng cho các chị em hoặc là nhân viên văn phòng ấy, hoặc là trang trí nhà cửa ấy. Trên này là chơi bonsai cũng làm được, nhưng mà là hai vợ chồng là khác. Thì đó tôi sẽ để cái số của chị ở dưới, nhưng mà anh em mà thích thì alo. Những cái cây văn phòng ở bên dưới, bây giờ là quay bonsai đã, mình khoái bonsai. Đấy. Đấy, có tí hơi nước mát mát đấy. Đây hình như có cây này mới nhỉ, cây này mới đúng không nhỉ? Cây linh sang kia thì không biết đã ai hỏi cái này chưa? Hỏi rồi nhưng mà là chuyển đi xa quá. Những cái cây này chuyển đi xa ngại nhỉ? Những cái tán nghệ thuật này mà chuyển đi thì cũng khó. Đấy, nhiều khi anh em xa quá thì không cảm, cứ từ alo biết đâu lúc đấy thì có cái phương án chuyển nó hay hơn thì lấy. Cái đấy hôm trước bỏ bán tiền là nhỉ? Cái đấy 3 triệu. 3 triệu. Còn cây này à, cây đấy là hơn 2 triệu. 2 triệu à. Nổi u rồi biết em thích lắm. Nổi u rồi biết. Cái đồ nhỏ 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 xinh xinh rất hay nhé. Rồi, có cái cây mới anh chỉ cho em cây mới mà lúc nãy anh bảo em đó. Xuân liễu này. Xuân liễu với trà phúc kiến. Xuân liễu này là bao nhiêu tiền anh? Xuân liễu là 1 triệu rưỡi. Trà phúc kiến là bao nhiêu? Trà phúc kiến là tầm khoảng 2 triệu. Đây còn cái cây treo treo này hôm trước em không biết đã hỏi giá chưa? Bao nhiêu tiền này? Cây này 2 triệu rưỡi. Một cây trên. 2 cây là tầm bằng tiền nào? 2 triệu rưỡi một cây. Trái là hoa anh nhỉ? Hoa. Đấy, rất nghệ thuật. Không gian nhà chật mà chơi cây treo này là đẹp. Rất là ít diện tích thôi. À. Cây sân liệu. Sân khá là cái đấy mới không? Hoa giấy tím. Cái đấy bao tiền ạ? 2 triệu. Kệ, anh cứ nói chuyện bình thường, không vấn gì đâu. Đây, thích cây này hết đấy, cây này đẹp này, cây đẹp, hồng mộc mai đẹp, hồng mộc mai đẹp, cây giáng sinh đẹp. Bảo các ông anh không thích cái chậu, em bảo là thôi cứ múc cả cây đi. Chậu này cũng hay nhỉ, làm được nhiều món, này làm tiểu cảnh đẹp.
Cây hồng mộc mai nó đang ổn định ở trong này rồi, nó ổn định đất, nhìn cái bệ. Mấy năm ở trong này? Cái này hôm là bảo bao tiền quên rồi. 5 triệu. 5 triệu. Đấy. Hoa này, quả này. Triệu. Đấy, quay lại cái cây giấy tím này, cái cây giấy Mỹ này. Co quái này. Giấy Mỹ. Đấy, cái này là bao nhiêu tiền anh nhỉ? Cái này 6 triệu. Cái này xem tận nơi mới thấy nó co quái. Nó hay nghệ thuật. Co quái. Rừng mọc trên núi. Là đi chưa ai chơi điện thoại. Đi xăm hoa gì? Đấy. Rừng mọc trên núi. Rừng mọc trên núi. Cái đấy mình trước bao nhiêu là cảm lớn. Cái bao tiền. Cái này cũng tầm khoảng 6 triệu. Cái này thì đi hơi ngại nó cao nhỉ? Cao. Anh em ở gần đây thì ưu tiên giao lưu. Đấy, có một cái tử đây. Cao của nó hơn mét. Đấy, cây này phải có mút. Đấy. Rừng này. Đấy, rừng. Rừng. Rồi, ok. Tới đấy vẫn thích cái cây này, ngọc ngọc mai này. Đấy, con này cũng nghệ thuật này. Mai này nghệ thuật này. Đây là những gỗ mình gắn vào đúng không anh? Cái này là bao nhiêu tiền anh? Xoay xoay một tí đi. Cái này là 3 triệu rưỡi. Cái này là xương này. Ai gì này, từ dưới lên. Nghệ thuật. Cây đẹp. Cây mai đẹp. Mịn màng. Để chơi. Dáng rất nghệ thuật. Cái này kể để mặt này nhìn được nữa. Rất sơn thủy. Từ trên xuống cho nhìn cái răm nó kỹ. Đây này con nhìn. Đây là sang cái khác. Cái này không bao tiền anh nhỉ? Cái này này. Cái này hồi đầu tí, hồi gốc tí. Cái này là tầm khoảng 4 triệu. 4 triệu. Trái. 4 triệu sang trái. Đấy. Trái là bảo trái mà hoa là bảo hoa, rất là rõ ràng không như mấy ông ở ấy. Nó có quả luôn mà. Vâng, ý là thứ trái là nói trái, hoa là nói hoa. Rất buôn bán rất là thẳng thắn, không phải là này là mình sẽ gửi cho người ta ảnh có đấy. Đúng rồi, nhiều ông như ở chợ cứ nhận là trái. Mình bán xong rồi còn bán cho người ta lại. Rất nghệ thuật nhé. Nhìn chi đảo địa đấy. Chậu cũng tốt đấy. Chậu là cũng được rồi. Chậu là chậu gốm hoàng ấy. Ok. Cái này mới nhỉ? Cái mới cũ không biết. Bông. Mà chả biết mới là cũ chả nhớ. Cái này là trước đó cái chậu bé chuyển sang cái chậu to cho nó. Cái này bao tiền ạ? Cái này tầm khoảng 3 triệu. Đấy, 3 triệu, tầm khoảng 3 triệu.
rất đang rất nhiều hoa này. Cây cũng hoàn thiện rồi, rất mịn màng rồi. Okay. Trà Phúc Kiến này lại bộ đồ ác nhỉ. Trà Phúc Kiến này bao tiền này? 13 triệu. Đây có cây hạt gạo này mới đây. Tân Phú hạt gạo mới. Cái này bao tiền anh? Cây 3 triệu. Rất nghệ thuật này. Mình tiếp. Tân Phú xịt luôn này, cũng biết là thế nào. Từ nâng lên đây. Đấy. Cây này thì mình ra đi sớm thôi, nhưng này được. Rất đáng yêu, xinh. Tân Phú hạt gạo. Hai mặt đều được. Trước câu hỏi cái me này nhưng mà chả biết có alo không. Này được. Cần u cục. Con đấy thì bao nhiêu anh nhỉ? Con đấy hơn 3 triệu. Sâm bông rồi. Sâm bông. Bên cạnh là sâm trái. Giá khá hợp lý. Anh em mua yên tâm. Cái này thì nó vàng khẩu. Nhiều lắm. Vào đây thì nhiều lựa chọn. Tín đồ mini thì vào đây. Tín đồ mini. Cây này thì giá rất hợp lý, rất rẻ thôi. Anh em tới chơi kiểu gì có cây mang về nhỉ. Tín mini kiểu gì có cây mang về. Cây hôm mai sẽ 7 ký mấy rồi. Đây, cây này bắt đầu ra hoa rồi. Vâng. Nhỏ nhỏ này mà ấy nó mới hay chứ. Đó. Cái này là bao nhiêu tiền này? Cái này là 600. Được cho. Đấy, cây hôm trước, cây hôm trước bà chị thích lắm. Cô hoa bà chị thích. Đấy, cây này hôm nay lá nhất nó phun xanh. Xuân liễu nhìn hay. Rồi cái lúc lá nó già nó đỏ cũng đẹp. Đến lúc lá nó sắp rụng cũng đẹp. Dòng này bonsai rất là quý. Cây này đẹp biết mà không nào để ý nhỉ. Đẹp. Nhiều người hỏi. Đẹp. Mua là được. Nhiều anh em thích những cái đồ bé con lắm. Anh dơ một vài cây bé xíu xíu này cho anh em biết. Đấy, ví dụ cây đấy là bao tiền? Như cây này là tầm khoảng 3 triệu. 3 triệu. Đấy, hôm rồi mấy ông cứ hỏi mấy cây đồ nhỏ nhỏ này, cầm tay này. Bé xíu luôn. Bé xíu luôn. Đó. Trên lòng bàn tay luôn. Rất già, rất mịn. Chỉ còn có những cây bé hơn.
đấy, như cái tùng này, tùng Nhật đấy, bé tí tí. Cái tùng đấy bao nhiêu anh? Cái tùng đấy hơn triệu. Anh nhưng giờ cây đấy lên bắt cho anh em biết là to bằng nào đấy, bé tí tùng, nhưng mà trên này mới khó đâu, chứ những cây này dễ đấy. Hay nhỉ. Siêu bé. Rất bé, từ bé đến rất bé. Đấy, cái đấy thì bao nhiêu? Cái này gần 2 triệu. Tam bông. Hay nhỉ. Em có tiền em mua cái này. Nhấc nhấc cho em mượn đấy. Đấy, con đấy lại bé hơn. Đang có bông này nhé. Bông đó. Đấy, bé tí xíu, cầm bằng hai ngón tay. Đẹp. Rồi mình cắt xem. Đấy, đây là toàn đồ bé. Đồ lớn lớn hơn một tí đây. Vẫn cầm một tay thôi. Nhiều lắm, nhiều. Cái dàn này nhỉ. Đấy, con đấy hay nhỉ. Con đấy bao tiền anh nhỉ? Con này 3,5 triệu. Đẹp đấy. Mình biết sẹo. Vâng. Cầm một tay. Để bàn trà uống trà thấy ngon nhỉ. Đây, còn cái sân liễu đây, cái lúc lá nó già đây. Nó đỏ đây. Thích lắm. Thích cái cây sam bồng này. À đây còn cây trái, còn cây trái này nữa. Không, mà đang bảo cây bé bé tí. Cây này hay nhỉ, thân nó như là cây khô nhỉ. Quả trên này. Cây này mới cho nhỉ. Cây lần trước rồi, mới bấm lại ở đấy, cái cỏ nhìn nó sạch cây. Đấy, cây đấy thì bao nhiêu? Cây này 3,5 triệu. Cây đẹp nhỉ, thân rất hay nhỉ. Gần lại đấy, nhìn này như là khô. U cục rất là đều, sạch sẽ đi. Cây đẹp, quả đang rất nhiều. Chị chứ. Để em chạy lên trên em quay cái rõ cây ý tí, đây hơi xa. Cây sam này là trái. Vâng, trái, nhìn thấy trái đây rồi. Đó, trái. Đây, đang quay lại cây trái này. Ôi, cái sung này nhiều quả ghê ấy nhỉ. Cây này này. Này gần mới nhìn thấy. Quả nó rất là nhiều. Thường là người ta thích là anh có không phải chụp bạn này. Đúng rồi. Đó. Ông nào mà mê loáng thoáng cái ông cũng nhìn thấy ra rồi. Sung nhiều quả chứ. Đây con này kim quýt này, nhìn quả này đúng bằng đầu ngón tay. Đấy, gốc rất bự, rừng kim quýt rất bự. Đấy, đấy. Cây nguyệt quế này hôm rồi có ai hỏi không anh? Cây nguyệt quế. Ông chưa mua sao bức kiến nó hỏi luôn. Vâng. Đây anh ý để cái cây kia nó hợp hơn. Vâng. Để cái này anh ý về để cái đô nó thành thấp quá. Vâng. Cái sao bức kiến này đẹp, tán kiến đẹp. Cái sao bức kiến này hôm trước vừa vào tiền em trả nữa. 3 triệu. 2 triệu. Cái đấy là. Còn những cây sao bức kiến nhỏ nhỏ nhiều lắm. Chị em chơi vui, rẻ. Phượng đây, lúc nào cũng có hoa đây. Phượng này hôm rồi có ông nào hỏi này. Chắc chưa biết là cái gì. Chưa biết cái gì. Đấy. Tứ thời giống Phượng này, 4 mùa. Lúc nào có hoa nhé. Rất bé nhưng có hoa.
Rồi ok, sơ bộ hôm nay lên thăm anh Dũng và những cái cây mới của anh. Bác nào mà chưa xem những cây cũ thì cũng đã có quay lướt lại, thích thì alo cho anh Dũng nhá. Thế tôi để cái số ở trên video nhá, anh em cứ thoải mái alo 699 Hoàng Hoa Thám nhá. Rồi, xin chào anh em.